Chị đâu? Chị đổ một canh vào nhá. Rồi. Thế nước nóng nhà chị đâu? Đây, nước nóng nhà chị đây. Đổ vào đã ăn được luôn à? Đổ vào trong ổ cả. À. Đấy, mọi lần mẹ chị việc gì mẹ chị cũng làm hết, nên bây giờ mẹ chị ốm mà chị chẳng biết làm cái gì cả. Chẳng nhẽ lại sang nhà em xin cơm, chị ngại. Thế mà chị thấy có mì tôm chị ăn. Ôi, để chị bê cho con đổ. Nhất. Úp vào này hả? À. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đấy? Mẹ ơi nhá, mẹ con đi học vui lắm. Con mấy xu nhá, đều được các cô khen đấy. Cô nhưng mà mỗi tổ chú con xấu hơn chỗ xu. Nên là cô bảo là con không bằng xu. Mẹ ơi, mẹ nấu cơm chưa? Con đói lắm rồi. Ui, đói quá, đói quá. Hôm nay mẹ có làm sườn xào cho con không? Con muốn quên mất rồi. Mẹ hôm qua bị ốm, ba phải đưa mẹ đi bệnh viện mà. Mẹ làm gì có nhà. Ôi, nhưng mà đói thế này, giờ biết làm thế nào vừa. Còn mỗi gói mì tôm này á. Pha mì tôm như thế nào? Mọi ngày toàn mẹ nấu mì tôm cho ăn mà. Đói lắm. Ăn tạm á. Không có mẹ ở nhà thật khổ. Không biết mẹ mình đã đỡ chưa nhỉ? Ăn mì tôm sống chẳng ngon tí nào, không bằng cơm mẹ nấu. Biết ngay em à. Lại ăn mì tôm sống. Em ngồi đây đi. Chị phải nấu ăn mì tôm. Chị có biết không, ăn mì tôm sống là không tốt đâu. Chị phải nấu lên. Đâu có biết nấu không nhỉ? Đúng rồi, chị đâu có biết nấu đâu. Mọi lần toàn mẹ chị nấu cho thôi. Sang nhà em cũng nấu cho chị mà, chị cũng biết nấu đâu. Nhưng mà chị không dám sang nhà em. Nhà em ăn cơm rồi mà. Thế bây giờ chị có muốn em làm cho không? Thế hôm nay em dạy chị luôn nhá. Nào. Bây giờ làm nào? Bây giờ nhé. Ừ. Tôi ra. Thế chị bẻ cho em bé. Bẻ ra em. Này thôi. Nước nóng của nhà chị đâu? Không phải cho cái gì vào không em? Chị ăn được canh không? À, cho ít một canh vào hả? Không, chị thấy em cho cái gói này vào mà. Nhà chị đâu? Đổ một canh vào nhá. Rồi. Thế nước nóng nhà chị đâu? Đây, nước nóng là chị đâu? Đổ vào là ăn được luôn à? Đổ vào trong ổ cả. À. Đây, mọi lần mẹ chị việc gì mẹ chị cũng làm hết, nên bây giờ mẹ chị ốm mà chị chẳng biết làm cái gì cả. Chẳng nhẽ lại sang nhà em xin cơm, chị ngại. Thế mà chị thấy gói mì tôm chị ăn không? Úi, để chị bê cho con đổ. Nhé. Con úp vào này hả? À. Bao nhiêu lâu thì được ăn? 5 phút à? Để chị xem nào. Úp mì. 3 phút là chúng mình được ăn. Ô, ê, nào, nấu mì tôm dễ thế thôi em. Bây giờ mình nấu mì tôm để ăn rồi. Thế là bây giờ chị cũng biết nấu mì tôm rồi đúng không? Mà hôm nào mẹ chị mà về chị sẽ úp mì tôm cho mẹ chị ăn mới được. Bởi vì chị chẳng bao giờ tự làm cái gì, mẹ đều làm hết. Nên bây giờ mẹ bị ốm. Ô, nhưng mà ăn tạm đi là nhá. Bởi vì tủ mẹ chị để đũa trên cao lắm, chứ không lấy được. Bọn mình bé lắm sao mà lấy được. Ồ, mì sắp chín rồi đấy. Chưa chín ạ. Ờ, phải 3 phút cơ nhỉ. Ok. Ôi, may quá, xù xì đấy. Xù xì khéo, xù xì cái gì cũng biết làm. Chả biết làm cái gì. Cẩn thận, không thấy nước nóng đấy. Đúng rồi đấy, cẩn thận đấy. Lấy xuống đây nào. Ngày chị cứ cầm cái gì mà chị... Cẩn thận đấy, không nước nóng ấy. Cẩn thận đấy, không được cầm cái này. Không được làm cái kia. Thế là cô mẹ chị trả dạy chị cái gì nó. Bây giờ chị không biết làm ấy. Không như em cái gì cũng biết làm. Mẹ em cái gì cũng dạy em luôn. Mẹ chị không dạy chị gì cả. 3 phút thôi nhỉ. À. Đúng rồi đấy. Là chị em mình có mì ăn rồi. Cảm ơn sự. Ôi thì em chưa ăn cơm à? Em lắm. Ăn chưa? Chắc lại thấy nghĩ là chị không biết nấu nên sang để nấu cho chị ăn đúng không? Biết ngay mà em là thương chị nhất luôn đấy. Wow, và là chúng ta có mì ăn không? Hai chị em mình ăn, không nước vào đây, không nước vào đây. Chị em mình cùng nhau ăn. Ăn tạm một thì cũng được, nhỏ. Để chị ăn thử nha. Wow, mì tôm thơm thế. Ngon lắm, chị thổi lắm luôn.
đấy nhá. Thế này bây giờ mẹ chị có thể yên tâm đi đâu cũng được rồi. Đấy hai chị em mình ở nhà, chị nấu được ăn, em dạy chị. Lần sau còn món gì dễ dễ em dạy chị nốt nhá. À, chị còn thích ăn trứng chiên đấy, không phải em phải dạy chị chiên trứng nhá. Lần sau mình đi cắm trại. Lần sau mình đi cắm trại á? Lần sau có mẹ chị khỏe rồi chị sẽ rủ mẹ chị cả nhà mình cùng đi cắm trại nhá. Nào. Chị mình cùng nhau ăn. Cắt lại. Đừng ngon dài con. Ngon quá à. Đến lượt chị. Đến lượt chị. Quá. Mày công nhận nhất luôn. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.